Đức Maria đã trao tặng mẫu ảnh cho thế giới. Qua dấu chỉ này, Đức Maria đã mặc khải sự vô nhiễm nguyên tội của mẹ. Ở mặt trái mẫu ảnh có hình ảnh sự liên kết Đức Maria vào mầu nhiệm nhập thể và cứu chuộc. Lời cầu, lạy mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin mẹ, nhắc nhớ chúng ta rằng đấng vô nhiễm đã được gìn giữ khỏi tội tổ tông ngay từ giây phút thử thai, khởi đầu cuộc sống của mẹ. Là người đầu tiên được cứu độ, mẹ đã được hưởng trước những công nghiệp của cuộc khổ nạn của con của mẹ, để trở thành mẹ của con Thiên Chúa. Các tia sáng tỏa ra từ đôi tay mẹ là hình ảnh lời chuyển cầu đầy quyền phép và yêu thương của mẹ đã lãnh nhận được từ trái tim Chúa Giêsu, biết bao ơn lành cho những ai cầu xin Ngài với lòng tin tưởng và sốt sắng. Đức Trinh Nữ là người phụ nữ mặc áo mặt trời trong sách Khải Huyền. Ngài là Eva mới, vô nhiễm nguyên tội, đạp dập đầu con rắn, hình ảnh của những thế lực sự dữ và Satan. Mẹ cổ vũ chúng ta cũng đối diện với cuộc chiến để làm điều tốt. Đó là một lời mời gọi hoán cải và nên thánh, hoàn toàn tín thác vào mẹ trên trời là đấng luôn muốn điều tốt lành cho chúng ta trong cuộc lữ hành của đời sống trần gian. Mặt trái mẫu ảnh, một sứ điệp yêu thương. Ở giữa, chữ M, chữ đầu của Maria, phía trên có cây thánh giá. Từ máng cỏ Bethlehem đến đồi Golgotha, Maria tham dự cách duy nhất vào công trình cứu độ của Đức Kitô cứu thế. Chính vì chúng ta, mẹ đã dâng hiến nỗi đau khổ của mẹ và chấp nhận sự hy sinh của con của mẹ. Hai trái tim liên kết và từ nơi đó phát ra những ngọn lửa, hình ảnh của tình yêu đi đến cùng mà Chúa Giêsu và Đức Mẹ đã dành cho chúng ta. Trái tim của Chúa Giêsu bị cuốn vành gai, nhắc nhớ cuộc khổ nạn vì yêu của Ngài, nhưng cũng là những xúc phạm và những vô tâm mà Ngài đã phải gánh chịu từ chúng ta là những người mà Ngài hết lòng yêu thương. Trái tim Đức Mẹ bị lưỡi đồng đâm thâu, gợi nhớ lời tiên tri của cụ già Simeon trong Phúc Âm. Điều này có nghĩa là tình yêu của Chúa Kitô cư ngụ trong Đức Mẹ. Tình yêu của Ngài cho mỗi người chúng ta, nhưng cũng là nỗi đau khổ của mẹ nhìn thấy biết bao người con từ chối lòng thương xót của Chúa. Chúng ta cũng vậy, với tràn đầy lòng biết ơn, chúng ta hãy kết hợp trái tim chúng ta với trái tim của Chúa và mẹ, để sống tình yêu này, minh chứng tình yêu bằng sự đồng cảm và cộng tác vào phần rỗi các linh hồn. 12 ngôi sao tượng trưng 12 tông đồ và đại diện toàn giáo hội. Cũng như ngôi sao đón nhận ánh sáng mặt trời và chiếu sáng, mỗi người chúng ta được mời gọi chiếu tỏa ánh sáng của Chúa Kitô, noi gương Đức Maria, mẹ giáo hội. Ngày 27 tháng 11 năm 1830, vọng Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, trong sự thinh lặng, Sơ Catherine Labouré nghe thấy tiếng sột soạt của tà áo lụa. Sơ nhìn thấy Đức Trinh Nữ đứng ở chỗ ngang tầm với tượng Thánh Giuse. Mẹ đứng thẳng, mặc áo trắng, đội một khăn voan dài tới chân. Đức Trinh Nữ cầm quả cầu, bên trên có gắn một cây thánh giá. Đôi tay mẹ đưa lên cách nhẹ nhàng, cặp mắt hướng lên trời. Ở đây,
gương mặt Đức Mẹ đẹp tuyệt vời, con không thể tả được. Catherine nghe được: quả cầu mà con thấy đây tượng trưng toàn thế giới và mỗi người cách riêng. Catherine để ý thấy tay Đức Mẹ đeo nhẫn ở các ngón tay. Những viên đá quý đều chiếu ra những tia sáng rất đẹp và tỏa rộng xuống phía dưới. Catherine nghe được: các tia sáng này là tượng trưng những hồng ân được ban xuống cho những ai cầu xin. Đức Trinh Nữ bày tỏ cho biết là mẹ rất vui khi ban ơn và mẹ rộng lượng biết chừng nào với những ai cầu xin mẹ. Mẫu ảnh hiện hình. Một tấm bảng hình bầu dục hiện hình xung quanh Đức Mẹ. Một hàng chữ vàng được khắc trên đó: lạy mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin mẹ. Và xoay qua, ở mặt sau, Catherine nhận ra chữ M. Bên trên có một thánh giá nhỏ và bên dưới là hai trái tim Chúa Giêsu và Đức Maria. Chị nghe được: hãy cho đúc ảnh theo mẫu này. Tất cả những ai đeo ảnh này sẽ nhận được nhiều ơn lớn lao khi đeo ở cổ. Những ai đeo ảnh với lòng tin tưởng sẽ nhận được dồi dào ơn lành. Trong lúc suy niệm, Sơ Catherine Labouré lo lắng không biết phải để mặt sau như thế nào. Sơ được hiểu là chữ M và hai trái tim là đủ rồi. Sau nhiều khó khăn, cha giải tội của Sơ Catherine là cha Aladdin chấp nhận cho đúc mẫu ảnh và đã xin được phép của Đức Tổng Giám mục Paris là Đức cha Kellen. Việc phân phối mẫu ảnh nhanh như chớp. Năm 1832, một trận dịch tả khủng khiếp ở Paris làm chết hơn 20.000 người. Những mẫu ảnh đầu tiên được phân phát, những ơn lạ khỏi bệnh, ơn được che chở, được trở về với Thiên Chúa gia tăng nhiều. Dân chúng Paris gọi ảnh vô nhiễm là ảnh phép lạ. Khi Sơ Catherine qua đời năm 1876, hơn 1 tỷ mẫu ảnh đã được phân phối và rất nhiều ơn lạ đã được ban cho thế giới nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ. Đeo mẫu ảnh là một bằng chứng đức tin và biểu hiện lòng tin tưởng của chúng ta vào Đức Trinh Nữ Maria. Đây không phải là điều dị đoan. Vinh dự mà chúng ta tặng cho mẫu ảnh này quy hướng về đấng mà ảnh này tượng trưng. Lạy mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin mẹ.